Ở đây các bạn nào mà thèm lẩu gà lá é mà không biết ăn ở đâu, ok chất lượng. Bánh tráng vị bơ thơm đường sa tế tỏi, rồi bánh mía nghiền lớp. Đặc biệt là nhân đậu xanh và khoai môn thì hôm nay sẽ có chiếc clip của mình nha. Trước tiên thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn tiệm lẩu gà lá é. Thì ở đây có rất là nhiều chi nhánh luôn. Mức lẩu mà một người thì sẽ dao động từ 79 cành trở lên. Còn các món ăn kèm ăn chơi riêng nữa nha. Các bạn nào mà thấy ăn lẩu không nhàm chán quá thì có thể kêu thêm những cái loại topping khác để bỏ vô nè. Trong thời gian mà chờ lẩu sôi, tôi nhờ em dâu tôi với bạn của nó có kêu một phần combo 99 cành. Thì sẽ gồm có nem rán nè, giò sụn chiên giòn, chả ram tôm đất, mề gà chiên. Một combo là sẽ là 99 cành 4 món. Còn các bạn mua lẻ thì giá sẽ trên 100 cành hơn nha. Đi ăn lẩu gà lá é thì không thể nào thiếu lẩu rồi đúng không? Do là đi 3 người nên là tụi tôi có kêu một phần combo 2 người là 158 cành. Thì ở trong đó thì sẽ có măng nè, rồi nấm, gà. Gà thì được tầm 10 cục thì phải. Nhỏ em dâu tôi với tôi thì thích ăn tàu hủ kỳ lắm, nên là order thêm một phần tàu hủ thuy riêng là 29 cành, là được một bịch. Thì hình như được tầm mấy lá gì á. Rồi bỏ vô lẩu ăn nè. Ăn kèm với lại lẩu thì người ta sẽ cho bún. Còn bạn nào mà không ăn bún được có thể yêu cầu lấy mì gói cũng được nha. Rồi rồi, để ăn đồ chiên trước nè. Trời ơi, ta nói bình thường á, tôi hay ăn ở chi nhánh Hậu Giang lắm. Tại vì ngay chỗ đó tôi ăn tôi thấy ngon và ok. Rồi cái bữa đây đông quá, nhà em dâu tôi nó hứng lên. Cái xong rồi không có, cái nó tìm sao á ra chi nhánh 226 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10. Thấy cũng đông đông nhưng mà hên sao còn chỗ ở trên lầu á. Rồi cái lên lầu ăn thử. Theo cảm nhận riêng của mình á, thì ở bên chi nhánh 75 Hậu Giang, phường 5, quận 6 á, đồ chiên á, khi mà người ta đem ra sẽ nóng hổi và ăn nó sẽ ngon hơn. Còn đồ chiên bên đây á, đem ra nhưng mà nó nguội ngắt à. Với lại nó khô khô, nó cứng cứng á. Không biết sao nữa nhưng mà ăn không có ngon bằng cái chi nhánh 75 Hậu Giang mà tôi đã từng được đi ăn nha. Đó, rồi rồi, giờ quay lại với lại lẩu nè. Múc một ít bún rồi cho tàu hủ kỳ với lại một cục gà vô. Ở đây á, ăn kèm với lẩu chấm gà thì người ta cho một cái chén gì nè, muối gì nè. Xong rồi có mấy cái ớt xanh xanh đó nhưng mà không có cay. Chấm rất là cuốn luôn. Ở đây á, thì sẽ không có trà lá đâu nha. Nước ngọt á, thì sẽ là 15 cành một lon nè. Sữa đậu nành cũng 15 nghìn một ly luôn. Rồi rồi, bắt tay vô làm bánh tráng, thơm bơ, sa tế tỏi. Rồi bây giờ tôi sẽ làm thêm mỡ hành và luộc thêm trứng để cái bánh tráng của tôi sẽ được ngon hơn nha. Ở đây có ai chưa biết làm mỡ hành không? Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cách làm mỡ hành nhanh gọn lẹ mà rất là ngon luôn á. Trước tiên thì các bạn rửa hành lá để cho nó ráo một chút xíu, rồi cắt vừa vừa thôi, đừng có cắt bự quá sẽ không có ngon đâu. Rồi bỏ chút xíu xíu muối vô cho tôi. Bỏ chảo vô dầu, sau đó bỏ ít thôi nha, bỏ ít dầu thôi. Rồi hả, để cho nó sôi sôi lên. Nhưng mà nhớ là vừa vừa thôi. Rồi các bạn khi mà nó sôi lên, các bạn đổ vô cái hành lá với lại miếng muối hồi nãy á. Đó, rồi trộn trộn lên nha. Nhớ bỏ sắp sắp thôi, đừng có bỏ nhiều quá. Rồi lấy cái đũa hay là cái muỗng gì đó khuấy khuấy đều lên là xong rồi đó. Trời ơi, ta nói hành lá rất là thơm luôn mà hả, lại màu rất là đẹp luôn nha. Chứ đừng có mà kiểu ấy dầu xong rồi các bạn đổ hành lá vô phi phi lát nó khét nghẹt là không có ngon đâu. Giờ thì xé bánh tráng thôi. Bánh tráng này á rất là thơm mùi bơ luôn. Tôi vô tình mua ngay chỗ đường tỉnh lộ 10, đối diện Pizza Hut 348 tỉnh lộ 10, quận Bình Tân á, là đối diện cái số này nha các bạn. Tại vì tôi không có nhớ số mà tôi chỉ biết chỗ thôi. Là tôi nhớ là nó đối diện Pizza Hut á. Các bạn nhớ coi nha, nguyên một cái nhà mà bán đầy bánh tráng luôn. Bánh tráng thì tôi mua có 10 cành thôi. Lúc đầu á thì tôi nghĩ là ủa sao 10 cành thấy cũng cao cao, nhưng mà đổ ra cái bịch siêu nhiều luôn nha. Đặc biệt á là rất là thơm mùi bơ luôn. Cái này á thì bánh tráng người ta cũng đã xé sẵn rồi, mà miệng cái là có mấy cái nó hơi bự bự thì mình xé nhỏ nhỏ lại cho vừa ăn. Nên là kiểu cái bánh tráng có bơ á, nó sẽ hơi dính dính và hơi rít rít cái tay. Đó, các bạn cứ xé ra, sau đó cho cái dầu tỏi vô nè, rồi cho một chút xíu ớt sa tế, nặn thêm một xíu xíu tắc, đừng có nặn tắc nhiều quá là nó sẽ chua. Cuối cùng là sẽ lấy muối rải đều bạch bánh tráng nha. Bình thường là tôi ăn khá là nhiệt luôn, nên là tôi mua mấy cái chỗ khác á, một bịch muối là tôi cho có 1/3 thôi là vừa ăn rồi, nhiều khi thì nó hơi mặn nữa. Còn ở đây nha, là muối không có quá mặn đâu, mà hả tôi bỏ hết nguyên một bịch luôn là nó vừa ăn luôn nha các bạn. Cuối cùng là sẽ cho thêm mỡ hành, rồi ấy cái trứng gà bóp đều ra. Lúc đầu tôi tính để nguyên, cái này là tôi trộn cho hồi đợt mấy đứa em họ qua chơi á. Cái nó nói thôi trộn đều lên bóp trứng gà luôn đi, cái tôi ấy ra luôn. Đó, trộn đều, nhìn vậy thôi chứ ăn rất là cuốn luôn nha. Bữa đó tôi trộn cho tụi nó ăn hết hai bịch mà ai cũng ghiền hết trơn, rồi hỏi mua ở đâu. Không biết gu bánh tráng của các bạn á là thích ăn nhiều topping hay là chỉ thích ăn đơn giản. Gu của tôi á là chỉ thích ăn đơn giản thôi. Bình thường á chỉ thích ăn
cái dầu tỏi rồi á, nó rất là thơm luôn. Với lại một ít sa tế cay cay. Trời ơi, là thấy nhức nách rồi. Lâu lâu á thì mới bỏ thêm mỡ hành với trứng vô. Nhiều người á thì người ta thích ăn bỏ nhiều nhiều topping rồi khô bò đồ nữa. Nhưng mà tôi lại thấy không có thích ăn khô bò nhiều cho lắm. Cuối cùng là sẽ khui cái hộp bánh bía này nè, là được mẹ của nhà em dâu tôi á biếu cho gia đình, mà tôi đó giờ chưa có ăn cái loại bánh này. Rồi nó kêu là khui ra quay clip đi, cái này thì cũng được biếu lâu lắm rồi mà bây giờ tôi mới có thời gian để edit nè. Đó, mở ra thì hộp được 4 bánh nha. Nhìn cái bánh ở bên ngoài thơm phức à, cái lớp vỏ ở bên ngoài nè, khui ra bên trong á thì sẽ có nhân khoai môn nha, rồi có thêm trứng nữa nè. Hôm bữa ăn á là hai cái khoai môn và hai cái đậu xanh, ăn rất là thơm béo mà cái bánh nó giòn giòn. Các bạn nào mà ăn không hết có thể bảo quản qua tủ lạnh rồi đem ra ngoài tầm nửa tiếng á, thì bánh nó sẽ lại bình thường, ăn sẽ ok, hoặc là có thể bỏ vô lò để nướng lại nha. Nhưng mà lưu ý là thời hạn chỉ có 10 ngày thôi nè.